Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nhiều mây, có mưa rải rác. Tuy nhiên thì mưa diễn ra trong thời gian ngắn và lượng không nhiều. Độ ẩm không khí tiếp tục duy trì ở mức khá cao vào thời điểm này. Gần trưa mai thì mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây và âm u. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Thưa bà con, thời tiết chuyển mưa, độ ẩm cao tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có thể tạo điều kiện cho sâu đục thân phát triển, gây hại và làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cũng như là năng suất của cây mía. Do vậy mà ngay từ thời tiết có sự thay đổi bất thường như thế này thì bà con nên có phương án phòng trừ hiệu quả như sau: chủ động diệt trừ cây ký chủ, cỏ dại, vệ sinh đồng ruộng thường xuyên, bón phân cân đối, sử dụng côn trùng như là kiến, ong ký sinh lên trứng sâu đục thân để giảm tỷ lệ xâm nhiễm, bảo vệ thiên địch trên rẫy mía, tạo cân bằng sinh học có lợi cho cây. Khi phát hiện các triệu chứng của bệnh thì bà con nên phun thuốc diệt trừ ngay để tránh lây lan. Khi mía khoảng từ 2 cho đến 3 tháng tuổi, lúc này đã có sâu đục thân thì bà con cần phải thường xuyên kiểm tra trên các bụi mía để tiêu diệt. Cây mía nào có dấu hiệu sâu chích thì phải đốn cả cây và tiêu diệt hết ổ để không bị lây lan sang các cây khác. Trở lại với những thông tin thời tiết tại khu vực Trung Bộ, đêm nay và sáng ngày mai mưa chỉ còn xảy ra cục bộ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Sang đến trưa chiều thì mây giảm dần, đôi lúc trời có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 27 đến 30 độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn khoảng 1 độ, dao động từ 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai vẫn chưa có nhiều thay đổi. Trạng thái thời tiết chủ đạo đó là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông, với nhiệt độ cao nhất ngày ổn định từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 33 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa bà con, mặc dù mưa ở Nam Bộ đã giảm nhưng vẫn diễn ra vào chiều tối và đêm, vẫn là một trong những nguyên nhân khiến cho cá tra dễ mắc bệnh mủ gan. Bệnh mủ gan trên cá tra là do vi khuẩn gây ra. Để chủ động phòng bệnh, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập và lây lan vào hệ thống nuôi cá tra trong vùng, thì bà con nên cho cá ăn thức ăn nấu chín hoặc là thức ăn viên để phòng bệnh xâm nhập qua đường thức ăn. Sát trùng nước trước khi bơm nước vào ao nuôi, định kỳ từ 10 cho đến 15 ngày xử lý nước ao nuôi để diệt vi khuẩn, virus gây bệnh bằng cách dùng vôi nông nghiệp tạt quanh ao kết hợp với các loại thuốc sát trùng nước ao nuôi hiệu quả cao. Đối với những ao nuôi cá tra thì lượng vật chất hữu cơ lơ lửng tồn tại trong ao rất cao. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tác dụng diệt khuẩn của các loại thuốc sát trùng. Vì vậy, bà con nên chú ý xử lý nước theo chỉ định của cán bộ địa phương để hiệu quả diệt khuẩn cao, không bị ảnh hưởng bởi môi trường có nhiều chất hữu cơ. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, với độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 25 độ và cao nhất phổ biến từ 26 đến 29 độ, với độ ẩm trung bình từ 85 đến 89%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây có mưa rải rác với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Xuôi xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, tại khu vực này đêm và sáng trời nhiều mây có mưa rải rác, ngày có nắng nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2 với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ với độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%.